Xe khách liên tỉnh hoạt động trở lại Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quy định tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 13 tháng 10 đến 20 trên 10. Quy định có nghiên cứu, tiếp thu các hướng dẫn của Bộ Y tế và triển khai thí điểm trong vòng 7 ngày từ 13 phần 10 đến 20 trên 10. Sau thời gian thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải, Giao thông Vận tải sẽ đánh giá và điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo. Trong giai đoạn 7 ngày thí điểm, các doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố, số chuyến tháng và có giãn cách chủ trên phương tiện. Riêng xe giường nằm sẽ không áp dụng giãn cách. Các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường. Doanh nghiệp vận tải thực hiện tối đa không quá 30% số chuyến theo lưu lượng đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải hành khách đi từ địa phương khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, vùng đỏ, vùng cam, đến địa phương khu vực có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn, vùng xanh, phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương, có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh. Đồng thời, hành khách phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT. PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên xe ô tô. Bên cạnh đó, hành khách phải tuân thủ thông điệp 5K. Những người có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, không được tham gia chuyến xe. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nơi hành khách cư trú, lưu trú quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế và theo quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng